Vâng, xin chào toàn thể các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ 2. Và trong video ngày hôm nay thì em Linh sẽ lại tiếp tục với một cái chủ đề tranh. Thì trước khi vào với chủ đề này thì em cũng giới thiệu qua, thì nếu mà bác nào trong thời gian qua thì cũng đã xem rất là nhiều những cái video về chủ đề tranh và tượng ở cái kênh YouTube Thế Giới Đồ Gỗ 2. Và bác nào mà vẫn đang còn phân vân cũng như là chưa biết là bên em chỉ bán những cái dòng tranh này hay không thôi thì em cũng chia sẻ với các bác luôn. Thì cơ sở em là cơ sở đồ gỗ các bác nhá. Thì những cái mặt hàng, những cái sản phẩm nội thất trong gia đình thì tất cả là đều có. Ví dụ như là về bàn ghế này, bàn ghế hay là tủ, tivi, đồng hồ, rất là nhiều mẫu đa dạng, lục bình này, giường, tủ quần áo. Tất nhiên là những cái nội thất ở trong phòng khách thì phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp thì tất cả đều có các bác nhá. Thì em cũng xem qua để các bác cũng có thể nhìn được cái showroom ở bên em. Đây, đây là nội thất phòng thờ. Và tất cả những cái nội thất mà bác nào quan tâm thì có thể là để lại số điện thoại hoặc là có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em là 0929 57 từ quý 3 các bác nhá. Và địa chỉ của bên em là đối diện công ty giày da xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Và hiện tại thì cũng đang có một cái địa chỉ mới ở đối diện ở ấp ở xã Đức Hòa, Long An. Thì bác nào mà quan tâm thì cứ liên lạc với em các bác ạ. Đấy, thì hôm nay thì vẫn lại quay trở lại chủ đề tranh. Thì em sẽ giới thiệu cho các bác một trong những cái dòng tranh cũng đang rất là chạy. Cũng như là các bác biết là về tranh phong thủy hay là những cái chủ đề tranh như về quê hương, về thiên nhiên hay là về những cái bức tranh mà ngựa, mã đáo thì đều đang rất là được ưa chuộng. Thì ngày hôm nay thì vẫn là cái chủ đề về quê hương. Thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái bức tranh Vinh Quy Bái Tổ các bác nhé. Thì với chiều dài là 2m17 và chiều rộng là 1m07, dày 6 phân. Thì bên em đang bán với giá là 14.800.000. Đấy. Chất liệu là làm bằng gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Và hàng được đục rất là đẹp. Và mỗi cái bức tranh này thì phải mất khoảng tầm thời gian là 1 tháng thì mới hoàn thiện được. Từ cái phần đục đẽo cho đến cái phần làm hoàn thiện đến phần sơn. Và sơn bên em thì là sơn BUMO7, một trong những cái dòng sơn mà tốt nhất trên thị trường hiện nay các bác ạ. Đấy, em quay lại luôn. Thì cái bức tranh Vinh Quy Bái Tổ thì khá là phổ biến rồi. Thì rất là nhiều bác ưa chuộng, bởi vì sao? Cái bức tranh này khi mà treo trong nhà thì có ý nghĩa là mong muốn là con cháu trong gia đình sẽ công thành danh toại. Và ở cái bức tranh này ấy, thì các bác có thể thấy hình ảnh những cái người trạng nguyên này đi về làng. Bởi vì dù có làm việc hay là đỗ đạt thành danh, chức cao ở trong quan lớn trong triều đình, nhưng mà họ vẫn hướng cái hướng về quê hương, nơi mà sinh chôn rau cắt rốn này, cũng như là lớn lên và trưởng thành bởi công ơn dạy dỗ của thầy cô và cha mẹ. Bức tranh rất là có hồn luôn. Này, các bác thấy nhá, từ trông rất là hài hòa này, con người toát lên cái vẻ đẹp này, những con ngựa này đấy. Một bức tranh này là chỉ có một người thợ làm thôi bác nhá. Và với hiện tại bên em công thợ cũng thuê cũng rất là đắt, bởi vì là chỉ một bức tranh là chỉ có một người làm thôi. Những cái nét đục mà làm hai người mà pha lại với nhau thì không thể nào mà ra một cái bức tranh nó hài hòa tổng thể được đấy. Những ví dụ như là cái cây đa đầu làng này, hay là cổng đình làng này, những cái phong cảnh làng quê, chim cò bay lả bay la đấy, trông rất là đẹp luôn. Giếng nước này, những cái nói chung là tổng quan về cái bức tranh thì rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì em cũng hướng dẫn luôn cách để làm sao bảo quản được cái bức tranh trong nhà nó không có bị mối mọt. Mà riêng chia sẻ với các bác luôn, riêng cái chất liệu làm bằng gỗ hương đỏ thì các bác không lo sử dụng, có mua về mình treo tranh trong nhà, ngoài cái việc làm trang trí phong thủy nó tốt thì mình còn không bao giờ lo bị mối mọt công vênh các bác nhá. Bên em là bảo hành 5 năm và bảo trì trọn đời cho mình. Ví dụ sau này mà nó có vấn đề, ví dụ là cái nước sơn các bác muốn sơn lại thì bên em sẽ bảo trì có phí. Thế còn ngoài ra thì tranh thì các bác không có lo bị mối mọt công vênh rồi. Hơn nữa là khi mà mình treo ở trên tường thì mình cũng không có tiếp xúc gì nhiều. Cho nên là để mà bảo quản tranh tốt ấy, thì mình nên treo ví dụ như ở phòng khách hay là phòng làm việc, thì những cái nơi mà có cái nhiệt độ nó tốt, nó không có ẩm, nó quá ẩm như nào, nó ảnh hưởng đến cái vẻ bề ngoài của cái phần tranh các bác nhá.
Đấy, còn lại thì ví dụ như là cái phần cọ rửa thì Với cái lớp sơn này em hoàn thiện như em nói đấy thì mình cũng không có lo, bởi vì là chỉ cần cái chổi lông gà các bác phủi bụi thôi, và một năm thì chỉ cần lau đi lau lại bình thường ấy, nó cũng không có quá là bám bụi quá nhiều đâu. Với những bác nào mà cũng ngại cái việc mà lau chùi đấy thì các bác cũng đừng lo nhé. Bên em bán hàng thì khi mà dọn hàng thường xuyên thì mỗi ngày cứ phẩy 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 thì thấy là bụi nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, mình nhìn thấy thôi. Thì cái lớp sơn này nó cũng rất là dễ, nó chống bám bụi cũng như là chống xước ấy. Đấy, rất là tốt. Đấy, rất là cảm ơn các bác đã xem video ngày hôm nay. Bác nào mà cảm thấy thích thì hãy cho em một like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Thì em sẽ liên tục giới thiệu cho các bác những cái dòng tranh cũng như là chia sẻ những cái gì mà kiến thức mà em biết để mà có thể bảo quản về tranh này, hay là những kiến thức về bảo quản về đồ gỗ thì em sẽ chia sẻ dần cho các bác. Thì hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.